nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình vào mỗi cuối tuần trong một hành trình thực tế tại các khu nghỉ dưỡng với rất nhiều hoạt động bổ ích giúp các thành viên trong gia đình thư giãn, giao lưu luôn là mong muốn của nhiều gia đình ở các thành phố lớn. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu này, Ninh Vân Bay Holiday Club sẽ tổ chức hoạt động thường niên tại Selangor City, một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc hệ thống câu lạc bộ kỳ nghỉ với tên gọi Ngày hội gia đình vào ngày 25 tháng 8. Đây là hoạt động thường niên của Ninh Vân Bay Holiday Club nhằm tri ân những gia đình hội viên thân thiết và chào mừng các gia đình hội viên mới gia nhập câu lạc bộ kỳ nghỉ. Với 1.500 gia đình hội viên câu lạc bộ Ninh Vân Bay và 300 gia đình chủ căn hộ cao cấp Selangor tham gia, cùng với lĩnh vực tham gia phong phú đa dạng như ẩm thực, thời trang, chăm sóc sắc đẹp, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, trang trí nội thất. Ngày hội gia đình thực sự là một hoạt động lý tưởng để các hội viên có thể trải nghiệm thiên nhiên và môi trường sống xanh, sạch đẹp, có một sân chơi vui tươi lành mạnh, tận hưởng những dịch vụ ưu đãi từ các đối tác, nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn và quan trọng nhất là khám phá bản thân, gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau. Tham gia ngày hội gia đình của Ninh Vân Bay Holiday Club, các gia đình hội viên thân thiết và gia đình hội viên mới sẽ được tham gia các hoạt động hấp dẫn, thưởng thức hương vị từ các gian hàng ẩm thực phục vụ khách với các món ăn nhanh, đặc sản địa phương và đặc biệt là các món ăn vặt. Khách tự phục vụ trong khu vực family picnic hoặc trong khu vực nhà hàng. Đặc biệt, một số gian hàng chủ chốt được thiết kế đẹp mắt, thu hút khách như quán kem mùa hè, cà phê to go. Các gia đình sau khi mua thức ăn có thể tham gia picnic tại khu vực bãi cỏ hoặc vào dùng bữa bên trong ngôi nhà chung được trang trí nhà bạc với mái che và các dãy bàn ăn dài. Đặc biệt, trong ngày hội gia đình Family Fun Fest 2013, khách tham dự có thể tham gia mua sắm tại hội chợ hàng giảm giá đặc biệt với giá trị sale off cực khủng. Hội chợ với nhiều mặt hàng phục vụ gia đình như hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, thực phẩm, quần áo. Các gia đình còn được tham quan khu trưng bày của các đối tác và nhà tài trợ bên trong khu vực nhà kính. Đối tác và nhà tài trợ sẽ giới thiệu, tư vấn, mời dùng thử hoặc bán sản phẩm dịch vụ với giá ưu đãi đặc biệt cho khách mời tham dự. Bên cạnh đó, các gia đình tham gia trò chơi gia đình mang tính chất kết nối các thành viên trong gia đình và các gia đình hội viên với nhau. Đặc biệt, với khu vực trò chơi riêng cho trẻ em với nhiều trò chơi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Phổ biến cuộc thi ảnh Family Fun Fest 2013, trao giải trong đêm gala dinner và đăng hình ảnh trên Facebook, website Ninh Vân Bay Holiday Club và tạp chí Sở hữu kỳ nghỉ. Bà Lê Thu Hà, chủ tịch thành viên câu lạc bộ Ninh Vân Bay cho biết, hoạt động này là một trong những dịch vụ mà Ninh Vân Bay đang hướng tới là gắn kết các gia đình hội viên, đem đến những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau. Với những hoạt động như thế này, các gia đình có dịp gặp nhau, không những các em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn, mà các bậc phụ huynh cũng có cơ hội quan tâm, thể hiện tình cảm của mình một cách rõ nét. Sở hữu kỳ nghỉ không chỉ biến giấc mơ nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ cao cấp hàng đầu thế giới thành sự thật, mà còn mang đến cho khách hàng những giá trị và quyền lợi khác. Xu hướng nghỉ dưỡng này đang thu hút sự tham gia của hàng triệu hội viên trên toàn thế giới. Đây sẽ trở thành xu hướng mới, phù hợp với thị trường và thị hiếu du lịch của người Việt Nam.